Ông này cũng tên Diễn đó. Dạ, cũng chào bác Diễn. Cậu đeo sợi dây trong mấy ngày, cậu cho tôi mượn xem một chút được không? Dạ được. Cái này cậu mua ở đâu vậy? Dạ không, cái này Không phải con, nhưng mà đối với con nó rất quý và rất quan trọng. Phước ơi, dạ em nghe rồi anh ơi, bác vào chơi đợi con chút xíu nha, con vô chỗ mà làm cái công gì vậy? Sao hôm nay ba dậy sớm vậy ba? Quen mắt rồi con ơi, tới giờ này là phải thức dậy rồi. Nhưng sáng nay trong nhà này còn có người dậy sớm hơn ba nữa đó. Ủa, ai vậy ba? Ông Biền với thằng Thần, họ đi rồi. Ủa, bác Biền với anh Thân đi đâu sớm vậy ba? Họ về nhà ở ngoại thành. Mà nè, chuyện của con với thằng Phước tới đâu rồi? Dạ tụi con Con gái lớn rồi mà mỗi lần nói tới chuyện yêu đương là mắc cỡ. ba ơi, chuyện con với anh Phước giờ con cũng biết tính sao nữa. Con sao vậy? Dạ chuyện tình cảm của tụi con bây giờ con thấy nó sao sao ba. Sao là sao? Bây giờ anh Phước là con của ba, tụi con càng ngày càng có nhiều khoảng cách hơn, nên con cảm thấy tụi con không có như lúc trước nữa. Ba hiểu rồi. Ngày xưa ba hứa với mẹ con là nhận con làm con nuôi, nhưng chưa hề có giấy tờ gì xác nhận điều đó. Nhưng bây giờ ba không muốn con làm con nuôi của ba nữa. Kìa ba. Quyên à, ba muốn con làm con dâu của ba chứ không phải là con nuôi. Thôi, con đi làm đi kẻo trễ. Để chiều về rồi cha con mình nói chuyện tiếp. Dạ, con đi nha ba. Mà nè. Dạ. Con coi trả phòng trọ rồi dọn đồ đạc về đây ở luôn nha. Dạ, con biết rồi ba. Lần này là về ở luôn, chứ không có được bỏ đi như lần trước nữa nha. Dạ, con đi nha ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ông Ngọ, gì sáng giờ ông thấy con biểu qua kiếm tôi không? Không, sao bà không qua nhà nó mà kiếm nó? Con nhỏ này đi đâu không biết nữa. Cái gì bà mới nói gì vậy? Tôi nói là nó mấy bữa nay trốn đi đâu mất tiêu, tôi kiếm hoài mà không gặp nè. Trời đất ơi, có khi nào nó giật tiền của bà không á nghe? Ông ăn nói tầm bậy tầm bạ, bộ muốn tôi bị người ta giật tiền lắm hả? Làm gì có chuyện đó, tôi cũng đang lo lắng cho bà lắm chứ bộ. Con nhỏ này nó không dám giật tiền của tôi đâu, nó mà không đàng hoàng hả? Để biết tay tôi. Trời đất, ông làm gì vậy? Tôi cày. Ông tưới ở đâu thì cũng phải coi chứ. Đỡ tí xíu mà làm thấy ghê. Ông có bắt không? Không có. Đi đâu nữa? Thì bây giờ tôi qua ở bên nhà con biểu. Tôi ngồi đó chờ nó về coi sao. Ông đó, ở nhà ăn cơm mình đi nha. Cho dài như kiểu này có ngày trắng tay á. Nhà mình đây nè con. Dạ. Ở đây thoáng mát quá ha ba ha. Nhờ nhiều cây xanh mà. Thôi vô nhà đi con. Về đây mái tóc còn xanh xanh, vì đây với bao gió nghe lá non, vì đây với sắc anh lặng về điều đầu tiên đã quay và bao bước thô. Mùa xuân mới mắt đêm nắng tắm, vì nghe tiếng buồn mưa, vì tay lắm trong nhang chuối, vì đây nhé con sông chiếc. Kiếp xưa bước về đã khó
không bao giờ thương đời. Thôi nhé em, ngoài áo xưa, sông đã xuống trên đường nhà. Ngồi em ơi, lắng nghe con hồ. Hai người này xài đồng hồ dây thun hay sao á? Mà giờ này chưa tới nữa. Chắc là kẹt xe đó Thư. Nhưng mà anh mấy bữa nay đâu có gặp Uyên đâu. Nhưng mà con không nóng ruột như em nữa. Chắc kiểu này là phải cưới sớm để khỏi đợi chờ nữa đây. Anh này, chọc em hoài à. Mà phải chi có một công việc nào đó cho bốn tụi mình cùng làm thì vui anh ha. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng mà lúc đó chắc anh với Trường chẳng lo làm việc gì đâu, tại vì phải ngắm hai người đẹp. Nếu vậy á thì em sẽ mét ông chủ, để ông chủ khỏi chánh lương cho hai tụi anh luôn. Trời. À, em nhắc ông chủ anh mới nhớ đó nha. Hôm bữa ba có nói là có một số vốn, muốn làm cái gì đó để cho anh với Uyên, để có cơ sở làm ăn. Mà chưa nghĩ ra làm cái gì hết á. Ừ. Em có cao kiến gì không? Ừ. Em thì làm gì có cao kiến gì. Em mà có cao kiến gì. Nhưng mà em nghĩ á, nếu muốn có cơ hội để cho những người già gặp nhau á, thì mình xây dựng nhà dưỡng lão đi. Em thấy á, nhu cầu về nhà dưỡng lão rất lớn. Còn biết bao nhiêu là người già không nơi nương tựa mà vẫn chưa tìm được nhà dưỡng lão nào. Ý kiến hay đó, em tiếp tục đi. Em chỉ nói đại thôi. Nhưng mà nếu mà anh thấy ý kiến đó hay á, thì em sẽ suy nghĩ thêm. Chị Thư với anh cùng suy nghĩ thêm đi. Anh thấy ý này hay đó. Nếu bây giờ mình xây nhà dưỡng lão cho những người nghèo không thôi á, thì anh sợ kinh phí nhiều quá mà lại không có đầu vô nữa. Anh Phước nè, anh nghĩ sao nếu mình kết hợp cả hai, vừa miễn phí cho những người nghèo neo đơn mà lại vừa thu phí của cả những người giàu, nếu như họ có nhu cầu muốn tìm chỗ yên tĩnh và thoải mái. Sao lần này trí thông minh của anh cứ bị em giành lấy vậy ta? Hỏi kìa. Chào. Ủa, có chuyện gì sao nhìn hai người vui vậy? Anh với Thư có một kế hoạch làm ăn rất là tuyệt vời. Ủa, kế hoạch gì vậy? Bật mí cho anh nghe chứ được không? Từ từ rồi hai người cũng sẽ biết thôi. Ủa, mà hai người có đi đăng ký cuộc thi hôm bữa Thư nói chưa? Ừ. Rồi. Nhưng mà Uyên thấy lo lo sao á, lỡ thi không? Đừng có nói trước vậy em, có anh luôn ủng hộ em mà. Nghe anh nói mày muốn nổi da gà luôn á. Thì cũng ủng hộ anh nha. Cố lên nha anh, em sẽ ủng hộ anh mà, anh đừng có lo gì nha. Ủng hộ anh đó hả? Đời con lúc
chân rồi xót xa ngồi sao trông qua một ước dầu một đêm tanh chân mộng ước vinh quang sao đường chiều ta bước lao thang đời sóng gió khi nào ai biết chưa vì biết đâu trời đã chót lát để rồi ta đợi dành hoa rồi sẽ ra sao đường chân bỗng thấy đi đâu sông sông nào đưa ta về bên đường về đời này trời xuôi thì người giàu sang cũng không nghèo vẫn vui khi hạnh phúc quanh ta tiền ngoài bên đình chân trăm năm là cõi tạm cuộc đời nghèo khổ đời sóng gió khi nào ai biết chưa vì biết đâu nghiệp đời đã chót lát hôm đến rồi ta đợi dành ân hoa rồi sẽ ra sao đường chân vẫn thấy thương đau sông sông nào ta về bên đường về đời này ai mơ được bên chân hôm ta trong mơ đắm đôi tay sau sáng đi như nghèo khó trời suy chi người giàu sang cũng không nghèo vẫn vui khi hạnh phúc quanh ta sáng nắng thương ngoài bên đường chân trong năm là có cả cuộc đời nghe vô sáng thương ngoài bên đường chân trong năm là có cả cuộc đời nghe vô sáng hay quá, ông hát hay quá. À, có chuyện gì mà ám tôi hoài bộ? Có chuyện, có chứ, có mới nghe ông nhớ. Nè, ông Bồng, hồi trước á, tôi nghe ông kể cái chuyện vợ con ông bỏ đi đó. Tôi về tôi suy nghĩ hoài à. Bây giờ ông có muốn tôi bói cho ông một quẻ thì vợ con ông không? Cũng bói cũng được. Tôi đang rảnh nè. Rồi, tới tay tôi coi. Để tôi coi. Tôi coi đường tình duyên thôi nha. Tình duyên hả? Ừ, nói đi. Tình duyên của ông á, trắc trở cả một đường dài, thiệt là dài á. Nhưng mà sao? Nhưng mà nó sẽ gặp lại nhau. Vậy hả? Tương phùng ở độ cuối á.
quý nào. Đây nè, thấy không? Hả? Ông muốn tin ông nhìn đi. Ừ, thấy rồi. Ừ. Nhưng mà sao? Ông sắp gặp lại vợ ông. Ý bà nói là tôi sắp gặp lại vợ tôi đó hả? Ờ. Rồi, lo rằng bà bội bạc ấy gặp lại làm gì bà ơi? Không, không phải đâu. Cái chị tai của ông á, nó nói là vợ ông không có phải là hạng người xấu xa.